Xin chào, Trạm đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Tin tưởng vào hai trái tim luôn liền kề, học cách chờ đợi yêu thương còn dang dở và đợi ngày trọn vẹn, chờ đợi tương lai của cả hai, chờ đợi cho năm tháng xa cách nhớ nhung da diết khi gặp nhau. Cứ tưởng tượng thôi, thật lãng mạn và xến xúa, như bức tranh đẹp mình vẽ nên, hạnh phúc thế này thôi, như những điều nhỏ nhặt mỗi ngày, sau tan trường nhắn vội cho nhau. Em ơi! Anh về rồi, hay thức giấc là nhớ đến nhau, chúc nhau ngủ ngon vào mỗi ngày, lo lắng cho cả hai sau giờ học vất vả, làm việc căng thẳng. Có lẽ như vậy là đủ rồi.
có những bạn đã viết thư về cho Trạm và hỏi rằng yêu xa và yêu gần thì cái nào lợi hơn? Thì trong số ngày hôm nay, Trạm xin phép được trả lời rằng yêu xa hay yêu gần thực ra cũng thế mà thôi. Chỉ khác là yêu gần thì có thể dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Nhưng điều đó không hề nói lên điều gì cả. Chẳng ai mang so sánh cái lợi, cái hại của việc yêu xa hay yêu gần. Vì điều quan trọng là cách mà chúng ta yêu như thế nào, tình cảm của chúng ta ra sao và kết quả của nó đi đến đâu. Vậy thôi.